Thưa quý vị, Tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Herzi Halevi cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Liban. Tổng tham mưu trưởng Halevi đã nói với các binh sĩ khi đến thăm khu vực biên giới phía bắc đất nước ngày 25 tháng 9: "Các bạn thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao, chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Điều này vừa để chuẩn bị tiền đề cho cuộc không kích có thể xảy ra, vừa nhằm tiếp tục làm suy yếu Hezbollah." Đây là lần thứ hai trong ngày 25 tháng 9, một vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố về khả năng xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ vào nước láng giềng. Trước Tổng tham mưu trưởng Halevi, Thiếu tướng Ori Gondi, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel, cũng yêu cầu binh lính phải chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo sẽ triệu tập hai lữ đoàn dự bị vì cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran ở Liban. Tuyên bố của IDF cho rằng, việc triển khai quân dự bị sẽ cho phép chúng ta tiếp tục nỗ lực chiến đấu chống Hezbollah, bảo vệ các công dân Israel và tạo điều kiện để người dân ở miền Bắc đất nước trở về nhà an toàn. Quân đội Israel tiết lộ đang điều chuyển sư đoàn tình nhuệ số 98 từ giải Gaza đến khu vực biên giới phía Bắc đất nước. Khi đến thăm lữ đoàn 7 ở miền Bắc Israel, Thiếu tướng Goldin nhấn mạnh các hoạt động quân sự ở Liban đã đến giai đoạn khác và quân đội cần sẵn sàng cho chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galen hôm 24 tháng 9 cũng ám chỉ khả năng tiến công trên bộ vào Liban. Ông Galen nói với các binh sĩ, Các bạn cần hiểu rằng, có thể đến lúc chúng tôi ra lệnh và hệ thống sẽ phải tiến lên, vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thưa quý vị, vừa qua Israel tiến hành loạt không kích dữ dội nhằm vào các vị trí của nhóm vũ trang Hezbollah trên khắp lãnh thổ Liban. Đây được coi là ngày tăng tốc nhất đối với Liban kể từ ít nhất là cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và nhóm Hezbollah đầy quyền lực ở Liban. Al Jazeera nói đây là ngày đẫm máu nhất trong 30 năm đối với Liban. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Bom rơi kinh hoàng trong ngày tăng tóc ở Liban nỗi sợ hãi tràn ngập trong các cộng đồng dân cư Liban khi những quả bom Israel rơi xuống mảnh đất Ả Rập này, làm chết ít nhất 492 người, bao gồm một số trẻ em và làm bị thương 1.645 người khác, theo giới chức địa phương. Nhiều cư dân phải bỏ nhà cửa để tìm đến những nơi an toàn lánh nạn. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố nước ông đang nỗ lực thay đổi cán cân quyền lực trên mặt trận phía Nam, trong khi quân đội Israel nói rằng họ đã tấn công 1.600 cơ sở của Hezbollah trên lãnh thổ Liban và không loại trừ khả năng đưa quân bộ vào đây. Hezbollah là tổ chức vũ trang Hồi giáo, nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Iran. Một số nước cảnh báo rằng những cuộc không kích này làm tăng nguy cơ nổ ra chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Họ đã kêu gọi quốc tế gây áp lực khẩn cấp để giảm leo thang căng thẳng. Đang chú ý, bất chấp quy mô và cường độ loạt không kích, hai bên chiến sự không gọi cuộc leo thang bạo lực lần này là chiến tranh. Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Loạt không kích vừa qua chủ yếu nhắm vào khu vực phía nam và phía đông của Liban, gần biên giới nước này với Syria. Đây là khu vực mà Hezbollah có sự hiện diện rất mạnh. Bộ Y tế Liên bang hôm 23 tháng 9 nói rằng trong số người chết và bị thương có cả phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế. Hiện chưa rõ con số thương vong chính xác của dân thường và của chiến binh Hezbollah sau đợt không kích này. Phía Israel cho biết họ nhắm tới nhiều mục tiêu Hezbollah, trong đó có tên lửa hành trình, với tầm bay tới hàng trăm km, rocket và đầu đạn nổ. Theo người phát ngôn quân sự Daniel Hakari, ông này tuyên bố đạn dược được lưu trữ trong nhà dân cư dân địa phương bắt đầu bỏ chạy khỏi nhà cửa của mình sau khi điện thoại của họ bắt đầu nhận được các tin nhắn từ Israel cũng như những cuộc gọi từ những số lạ hối thúc họ sơ tán ngay lập tức. Một đài phát thanh Liban cho biết họ bị hack và gián đoạn chương trình phát sóng do cảnh báo di tản của Israel. Quân đội Israel cảnh báo dân thường rời khỏi những khu vực mà Hezbollah hoạt động như những nơi họ sử dụng để cất trữ vũ khí. Cư dân địa phương cho biết họ có ít thời gian để di chuyển tới nơi an toàn trước khi bom rơi. Một cư dân ở thành phố Tire, nằm trên bờ biển Liban cho biết, ông nghe thấy các máy bay chiến đấu chút bom như mưa gần nhà ông vào lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 9. Nhiều trường phổ thông và trường đại học đã tạm ngừng dạy học người ta cũng ngừng các chuyến bay tới và đi từ Beirut. Nhiều trường học đóng cửa để làm nơi trú ẩn tránh bom. Vào ngày 24 tháng 9, tổ chức Hezbollah cho biết họ đã phóng nhiều loạt rocket vào miền nam Israel nhằm vào căn cứ Ramat David, sân bay Megiddo và căn cứ Amos, tất cả đều nằm gần thị xã Afula. Trong lúc đó, một quan chức Israel nói với CNN rằng, nội các Israel ban bố tình trạng đặc biệt trên khắp đất nước của họ, áp đặt một số hạn chế bao gồm các giới hạn về tụ tập nơi công cộng. Tình hình dân thường Liban dưới làn bom đạn Israel tuyên bố họ chỉ nhằm vào cơ sở tầng của Hezbollah, tuy nhiên các video cho thấy có cả những khu dân cư bị phá hủy. Mức độ thương vong tại Liban trong ngày 23 tháng 9 cho thấy quy mô và cường độ của loạt không kích này. Con số gần 500 người tử vong vào ngày này là sắp xỉ một nửa số người Liban tử vong trong toàn cuộc chiến 34 ngày giữa Israel và Liban vào năm 2006. Đại diện Liban tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nói rằng có một làn sóng di tản khổng lồ, một tổ chức phi chính phủ của Liban cho biết hơn 100.000 người dân đã phải thay đổi chỗ ở. Cư dân địa phương mô tả cảnh tượng các tòa nhà sập đổ, các thị trấn trống trơn, những bức ảnh và video cho thấy các con đường tắc nghẽn do luồng giao thông hai chiều khi người dân đổ xô đi sơ tán. Phát ngôn viên quân sự Israel Hakari cho biết họ đang cố gắng giảm thiểu tổn thất cho dân thường Liban, còn Thủ tướng Israel Netanyahu tố cáo Hezbollah đã từ lâu sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Nguyên nhân Israel tập kích Liban Israel và Hezbollah đã mâu thuẫn với nhau trong nhiều năm. Tuy nhiên, cả hai chỉ đẩy mạnh các cuộc tấn công lẫn nhau xuyên biên giới kể từ tháng 10 năm 2023 khi Israel phát động cuộc chiến Gaza sau khi nhóm vũ trang Hamas của Palestine bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm đó gây ra nhiều thương vong cho dân thường Israel. Hezbollah nằm trong liên minh do Iran dẫn dắt từ Yemen, Syria, Gaza đến Iraq liên minh này đã tấn công các mục tiêu israel trong suốt thời gian diễn ra chiến tranh gaza các leo thang gần đây đẩy khu vực tới bên bờ một cuộc chiến tranh tổng lực mới tuần trước hezbollah một trong những nhóm bán quân sự mạnh nhất trong vùng đã bị chấn động vì loạt tấn công kép nghi do israel thực hiện trong đó hàng loạt máy nhắn tin và máy bộ đàm của các chiến binh hezbollah cùng phát nổ trên khắp đất nước liban ngay sau loạt nổ này Israel tập kích một tòa nhà ở khu vực phía nam của thủ đô Beirut, khiến ít nhất 45 người chết, trong đó có thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah. Những ngày tiếp theo, hai bên Israel và Hezbollah bắn phá qua lại lẫn nhau. Đây được xem là đợt giao chiến ác liệt giữa đôi bên trong suốt một năm qua. Hezbollah đã phóng rocket vào sâu trong lãnh thổ Israel so với trước kia, còn Israel phóng hàng trăm rocket vào miền nam Liban. Hôm 23 tháng 9, một quan chức Israel tiết lộ với CNN, Thủ tướng Netanyahu nói với nội các Israel rằng mục đích tấn công lần này của họ là nhằm cắt đứt Hezbollah khỏi cuộc chiến với Hamas. Israel tuyên bố họ nhắm vào Hezbollah chứ không phải Liban. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Herzi Halevi tuyên bố họ đang chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Thủ tướng Netanyahu thì phát biểu trên truyền hình khẳng định Israel đang chiến đấu chống lại Hezbollah chứ không phải nhân dân Liban. Iran đã cảnh báo israel về hậu quả nguy hiểm sau loạt không kích tổng thống iran nói với cnn rằng loạt tấn công này có nguy cơ đẩy khu vực vào xung đột rộng lớn hơn cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực làm hại nhiệt tình hình qatar một trong các bên trung gian hòa giải cho đàm phán giữa israel và hezbollah nói rằng khu vực đang bên bờ vực thẳm pháp thì yêu cầu hội đồng bảo an liên hợp quốc họp khẩn cấp để xử lý tình hình bạo lực tại đây cựu bộ trưởng quốc phòng mỹ cựu giám đốc cia Leon Panetta nói với CNN rằng tình hình Liban đã vượt ngưỡng. Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, cũng là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho quốc gia Tây Á này, vẫn đang cùng đối tác tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột. Nguồn tin từ chính phủ Liban mới đây cho hay các cuộc không kích của Israel ngày 23 tháng 9 vào lãnh thổ nước này đã khiến ít nhất 492 người tử vong và làm bị thương ít nhất 1.645 người khác. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ khi cuộc chiến Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công hơn 1.300 mục tiêu liên quan đến Hezbollah, chủ yếu ở miền nam Liban và thùng lũng BK. Các con đường chính dẫn đến thủ đô Beirut đã bị kẹt cứng do lượng người di tản hy vọng tìm nơi ẩn náu tại thủ đô. Theo lời các nhân chứng, khi các máy bay chiến đấu Israel bay qua bầu trời Liban, Hezbollah đã phóng một loạt tên lửa vào Israel. Còi báo động không kích vang lên khi khoảng 165 tên lửa và đạn pháo bay vào lãnh thổ Israel. Phần lớn các cuộc tấn công đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel chặn lại và hiện chưa có báo cáo nào về số lượng thương vong của dân thường. Hezbollah đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel từ tháng 10 năm 2023 để ủng hộ đồng minh Hamas, khiến Israel có hành động đáp trả. Tuy nhiên, Israel đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công vào Hezbollah trong tuần qua, khiến nhiều người lo ngại rằng cuộc xung đột hiện tại có thể leo thang thành một cuộc chiến toàn diện ở khu vực. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tuyên bố với công chúng Israel rằng họ nên chuẩn bị cho những ngày phức tạp. Các quan chức Liban cho biết phụ nữ và trẻ em cũng là nạn nhân của các cuộc không kích của Israel vào ngày 23 tháng 9. Hiện chưa rõ bao nhiêu người trong số này là thành viên của Hezbollah. Tối cùng ngày, Israel đã tiến hành một cuộc không kích tại Beirut nhằm ám sát Ali Karaki, một trong những thành viên lãnh đạo cao cấp của Hezbollah. Trong những tháng qua, Israel đã ám sát nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Vào thứ Sáu 20 tháng 9, không quân Israel đã tiêu diệt Ibrahim Ankeen, một lãnh đạo kỳ cựu cùng với một số chỉ huy cấp cao khác của lực lượng biệt kích tinh nhuệ của nhóm này trong một vụ ném bom vào một tòa nhà dân cư ở Beirut khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.